Anh ơi, máy giặt hư rồi, anh để tiền lại, em kêu người đến sửa nha. Chồng ơi, lâu rồi em chưa đi mua đồ mới á, anh dắt em đi mua đồ nha. Chồng ơi, anh. Ơi, sao vậy em? À không, không có gì. Qua tuần á, em với chị về quê thăm ba mẹ một hôm, em tính mua ít sữa về thăm ba mẹ. Anh có nghe em nói gì không vậy? Em không thấy anh đang làm việc hả? Sao từ nãy tới giờ em cứ chồng ơi hoài vậy? Em có thể im lặng giùm anh một chút được không? Sao cái chuyện gì trong nhà này cũng tiền hết vậy? Chuyện gì riết rồi chuyện gì trong nhà này cũng đổ lên đầu anh hết á. Chúc mừng em, dự án vừa rồi mà rất là tốt. Công ty quyết định là không tiếp cho em. Còn đây là tiền thưởng tháng này của em. Anh thấy không? Dạ, anh thấy không? Em ơi, anh được thăng chức rồi nè. Em ơi. Em đi đâu vậy? Nãy giờ anh kiếm em hoài mà không thấy, anh tưởng em bỏ em đi luôn rồi chứ. Em đi về quê với chị mà, với lại điện thoại em bị hết pin. Anh xin lỗi, vì thời gian qua đã không quan tâm và chăm sóc em. Anh vừa mới được thăng chức, có cả tiền thưởng nữa. Anh dắt em đi mua sắm, sửa sang lại nhà. Anh hứa anh sẽ làm tất cả vì gia đình của mình. Em biết thời gian qua chúng ta khó khăn, em cũng đã tìm được một công việc rồi. Em sẽ không ở nhà ngồi không nữa. Chúng ta cùng nhau vun đắp gia đình này.